chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 29 tiểu thuyết điệp viên giữa sa mạc lửa của nhà văn nhị hồ. Xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Nhờ nhóm nổi tiếng hợp đồng rất khớp, mấy tên hộ tống ba cục không kịp trở tay. Chúng hoàn toàn bị bất ngờ khi bị phục kích nhận được tin vui đó, viên tỉnh trưởng Phạm Tư đến bên tủ lạnh lấy chai rượu sam banh mà hắn đã dành sẵn, bài ly ra bàn, mở nút thận trọng rót đầy ba ly pha lê, từ tay cầm lên mời khách để chúc mừng thắng lợi. vốn cẩn thận, Tuyến nhắc nhở lại nhiệm vụ của trung tá Phạm Tư là canh giữ ba cục. Hắn cần phải sống cho đến ngày làm lễ khai đao đầu tiên bằng chiếc mái chém của pháp để lại. Đó là chỉ định của cụ thủ tướng Ngô Đình Diệm và ông cố vấn chính phủ Ngô Đình Nhu. Tuyệt đối không để một sơ sẩy nào xảy ra, như tội nhân tự tử, trốn thoát hoặc đồng bọn giải cứu, thì dù là ai cũng không tránh khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc. Không gian về đêm như lắng xuống, lặng lẽ chăm thuốc hút, vừa ngắm nét mặt hân hoan của tuyến, ánh lên dưới bóng đèn, khi chăm chú thảo điện báo tin thắng lợi về cho Nhu. Vũ vừa nghĩ đến ba cục. Mới hôm nào hắn năn nỉ nhờ anh khuyên soái đánh diệm thà chết không đầu hàng, mà giờ đây tấm thân ngang dọc một thời, đang im liềm trong củi sắt. Ba cục có ý thức được số phận mình đã bị nhu diễm an bài, hay hắn trở lại tin ở quyền phép của Đức Thầy. Hãy cùng nhà văn nhị hộ bước vào phần 30 tiểu thuyết Điệp viên giữa sa mạc lửa trong chương trình đọc truyện đêm nay để có lời giải đáp. Có tiếng chép miệng thở dài bên anh. Vũ liếc mắt, thấy võ văn trưng đang nhẹ nhẹ lắc đầu. Thì ra Trưng đã nhột. Vũ nghĩ. Dỗ chăng Trưng, người đồng hương thanh quá với anh. Em ruột ông ta. Lại là thầy dạy vũ hồi học tiểu học ở trường quê. Đã ngoài 60, tóc bạc quá nửa đầu. Nhưng dốc to ngang. Trung Trưng vẫn còn tráng kiện. Thời thực dân Pháp, ông đã từng làm hiệu trưởng các trường trung học. Rồi thanh tra học chánh. Bây giờ, nghiễm nhiên là nhân vật quan trọng của đảng Cần Lao ủy viên trung ương phong trào và vừa đắc cử dân biểu quốc hội vũ đã từng nghe tiếng tối nay gặp mặt lần đầu thấy vũ nghiêng đầu ngó mình trưng quay lại nhìn anh xe sẻ gật đầu thì thầm ông biết tôi không vũ cười nhẹ thấp giọng chào cụ tôi chỉ nghe tiếng cụ chưa được hân hạnh diện kiến tôi là học trò thầy mỹ niềm vui rõ lên mặt trưng Ông là học trò em ruột tôi. Thưa dân. Vừa giơ tay để vũ bắt. Trưng giữ tay vũ lại niềm nở. Chú Mỹ không chịu vô đây. Lấy cớ ở lại trong nôm bà cụ. Ông có biết từ hồi đó chú Mỹ ra sao không? Từ ngày ra đi đầu năm 1947. Tôi về quê vợ ở Quế luôn cho đến nay. Tôi không hề được tin chú ấy. Dù tôi đã tìm cách gửi thư, gửi thiếp chẳng rõ còn hay bị diệt cộng sát hại gì. Trước khi rời thanh Hóa năm 50, tôi có ghé thăm thầy Mỹ. Thầy được mời làm hiệu trưởng trường huyện ta. Ngay từ ngày các trường mở lại, các anh chị con thầy trưởng thành cả. Hai anh đã đi bộ đội, chị Thảo làm cán bộ phụ nữ tỉnh. Có chồng lúc đó là chủ tịch ủy ban kháng chiến xã nhà. Thầy Mỹ gần như cuồng tính, quyết sống chết với quê hương. Chính thầy đã hết lời ra rầy tôi vì thực tình tôi đã thú với thầy, bỏ cuộc trốn chạy. Trưng vừa thiết tha muốn biết rõ tin tức người em, vừa dè dặt không muốn dấn sâu vào. Ông ta chắc chắn phải đề phòng cho sự nghiệp của chính mình. Nếu nhiều người biết rõ, có em theo dịch cộng, nên chuyển câu chuyện sang hướng khác. Xin lỗi ông phụ tá nhé. Ông ta đã xưng hô theo chức vụ của Vũ ghi tên ở ghế ngồi. Phụ tá sợ nghiên cứu ông có thể cho tôi biết cụ thân sinh ra ông là ai vậy? Tuy chúng ta là người cùng xã nhưng tôi ít về quê hơn nữa hồi đó chắc chắn ông còn ít tuổi tôi không thể nhớ nổi. Thưa dân với tuổi tác các cụ làm sao nhớ hết được rất trẻ chúng tôi. ông thân sinh của tôi là lê nguyên phong em bác giải phan thị lan bộ lại thời cụ diệm trời đất thì ra ông là cháu cụ lê nguyên phan chỗ quen biết cả. Tôi với ông Lê Nguyên Dân là bạn học một thời đấy thôi. Dân, chú Dân từng làm việc tại Quế và thất lộc cũng tại Quế năm 1935. Cả hai mãi chuyện bỏ mất một khoảng thời gian nghe diệm. Giữa lúc ông ta kết thúc phần giải thích hiến pháp. Đây là buổi họp nội bộ. Các anh em hiện diện đều là những người tâm quyết, đồng tâm đồng chí hướng đã tự nguyện quy tụ xung quanh tôi, ủng hộ tôi, giúp tôi cầm lái con thuyền Việt Nam vượt qua được chặng đường đầu đầy phong ba bão táp. Nay thì con thuyền của chúng ta đã cập bến tương lai. Phía trước trên con đường chúng ta phải qua còn nhiều chướng ngại, nhưng tôi tin, rất tin, toàn thắng đã trong tầm tay của chúng ta. Dìm ngước lên khoảng không, bằng vẽ thành kính đúng mức Xin ơn trên phù hộ chúng tôi. Tiếng vỗ tay kéo dài, cho mãi lúc này mới thấy Diệm hơi nhếch mép cười, biểu lộ sự hân hoan thỏa mãn. Phần Ngô Đình Nhu, từ lúc đầu đến giờ vẫn chìm trong suy tư. Hắn hơi ngửa người ra lưng ghế, đầu cú xuống. Người ta có cảm tưởng hắn chẳng chú ý nghe Diệm nói, không quan tâm đến hai trăm đại biểu có mặt. Rõ ràng hơn, hắn không tham gia những lần vỗ tay tán thưởng. Bây giờ, Nhu mới ngước mặt lên, bộ mặt nghiêm trang, cặp mắt lạnh lùng nhìn xuống cử tọa. Trong lúc Trần Chánh Thành đứng lên, nghiêng mình về phía Nhu trịnh trọng. Xin kính mời Ngài Cố vấn Chính Phủ ban lời quân từ. Nhu chậm rãi đứng lên, kéo nhẹ micro lại gần. Vừa rồi, Ngô Lãnh Tụ đã giải thích quá trình nghiên cứu và chỉ đạo việc soạn thảo hiến pháp đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi lấy làm ngạc nhiên. Tại sao không có một ai băn khoăn vấn đề từ cái gốc? Theo tôi, trước hết, phải có triết lý của một học thuyết. Đó là cái hồn, hồn thể hiện ra hiến pháp. Phía Cộng sản hơn chúng ta ở chỗ đó. Phần chúng ta ngược lại, đã đặt cái cày trước con trâu. Nhu nhếch mép không phải để cười, mà chỉ biểu lộ một nét mỉa mai, cử tọa như nín thở. Rứa đó chẳng qua chúng ta phải chạy theo cái mốt của thời đại. Người ta tán dương chế độ tự do dân chủ hết lời, nhưng thực chất thì sao? Chắc các chị quá biết rồi, tôi không phải trả lời nữa. Phần chúng ta, trước cái thế sống chết, đối đầu với thực cộng, không thể khư khư ôm bản hiến pháp với điều khoản tự do nghiệp đoàn. Hàng trăm cái tự do. Nhu dừng lại, nhẹ nhẹ hất mái tóc đã điểm bạc cặp mắt có quần đen, má hơi sệ xuống, nét mặt trở nên mệt mỏi chán trường. Trong hắn quả đã già trước tuổi 50. Thưa các vị, chúng ta muốn đứng dẫn, muốn tồn tại, phải dựa vào sức mạnh, phải trông vào chính bản thân của chúng ta. Chính đó là cốt lõi của việc bảo vệ tự do dân chủ, quyết không cho thực cộng, trà trộn, đánh lộn sòng. Để giữ vững vận mệnh quốc gia, với nhiệm vụ bảo vệ sự sống còn của chế độ Cộng hòa này, tổng thống và tôi dành cho ủy ban có quyền hạn tối đa cương quyết hành động không cho phép tay sai thực cộng có chỗ dung thân nhu dừng lại ánh mắt sắc lạnh nhìn khắp hội trường sự im lặng lắng xuống ngô đình diệm hơi cúi đầu chăm chú nhìn xuống hai bàn tay mái động dẫn giới âm sắc giọng nói miền trung gai gắt nhu nhấn mạnh từng lời trong phạm vi cuộc họp nội bộ tôi mạnh dạng thông báo với các vị, tôi quyết không chấp nhận ý kiến của người Mỹ, họ muốn chế độ cộng hòa có hai đảng như Hoa Kỳ, họ không hiểu tình hình Việt Nam, tai sai thực cộng, còn tràn ngập, lòng dân còn phân tán, chế độ lưỡng đảng sẽ tạo chỗ đứng hợp pháp cho kẻ thù, vì lẽ đó, để chung hòa ý kiến, các cố dân Mỹ, đảng Cần Lao nhân dị sẽ không hoạt động công khai, ai hiểu, ai tin có đảng hay không còn đảng mặt họ kể cả người mỹ chế độ tổng thống việt nam cộng hòa không dựa trên cơ sở đảng phái vậy thôi chúng ta thuộc về một gia đình mà số phận gắn liền với vận mệnh quốc gia người ta rất dễ hiểu ý nhu một gia đình họ ngô những người có mặt không khác gia nhân của một gia đình phong kiến xưa rứa thôi chúng ta thuộc về một gia đình mà số phận gắn liền với vận mệnh quốc gia Nhu gật đầu chào cử tọa với thái độ gia trưởng. Câu tiếng Pháp chấm dứt bài huấn từ càng có hàm ý rõ hơn. Phía dưới, tất cả đại biểu hình như còn chìm trong suy nghĩ, không kịp tán thưởng khi Nhu ngồi xuống. Một phút sau, Tràng vỗ tay mới nổi lên, kéo dài để bù lại. Trần Chánh Thành đứng lên loan báo, cuộc họp tạm ngừng, đêm sau sẽ tiếp tục. Đoàn người lặng lẽ nói nhau ra khỏi hội trường không có tiếng bàn tán, chỉ có tiếng dài khua trên nền gạch. Võ văn Trưng đi sát cạnh Vũ. Đến cuối hành lang, Trưng đặt nhẹ vào tay Vũ tấm danh thiếp và dặn. Nhớ nghe ông Vũ, chủ nhật này mời lại tôi. Chúng ta phải tâm sự một buổi. Bà nhà tôi sẽ mời ông bữa cơm quê. Chúng ta nhớ lại không khí gia đình. Thanh Tùng, đại quý phòng nhì quân đội Pháp, được cố vấn Hồ Đình Nhu tuyển dụng vào cơ quan mật vụ dưới quyền bác sĩ Trần Kim Tuyến. Trước khi đơn vị cuối cùng của lực lượng diễn chinh Pháp rút về nước, để Thanh Tùng có bình phong hoạt động bí mật, tuyến xuất một triệu đồng giao cho hắn cùng với nhà báo Mạc Thu xuất bản nhật báo Người Việt Tự Do. Từ đó, Thanh Tùng gia nhập làng báo, hắn bỏ hẳn bộ quân phục, không lái xe jeep, không dùng cái tên nhà binh đại quý Đơ Bê hắn lấy bút hiệu Mão Đen. Đó là đích danh của hắn, Nguyễn Đình Mão. Cha ruột là nhà tu xuất, không dám thừa nhận con quan mẹ đẻ là ai. Thanh Tùng chưa hề biết. Lớn lên, hắn đã chịu khó thăm dò tìm mẹ. Có người tỏ ra hiểu biết, nói mẹ hắn cùng là nữ tu. Có kể, nêu tên cô gái con một gia đình dòng tộc. Nhưng dư luận vẫn là dư luận, mơ hồ vô sở cứ chán ngán hắn bỏ luôn ý định điều tra gốc gác hắn được diện mồ côi công giáo nuôi dưỡng đến tuổi đi trường một linh mục người pháp nhận đỡ đầu cho ăn học 17 tuổi hắn thi đậu elemente cấp bằng dành ưu tiên cho các người pháp làm việc ở thuộc địa tuy chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng qua lời giới thiệu của ông linh mục thanh tùng được sở mật thám nam định tuyển làm thông dịch cho phòng thẩm vấn lúc đầu hắn chứng kiến những cảnh tra tấn dã man những người cách mạng bị bắt không lâu hắn sai máu xin tham gia hành hạ tù nhân hắn căm ghét cộng sản hơn cả mật thám pháp chưa đầy một năm làm việc nhật đảo chính pháp nhờ còn vị thành niên hắn thoát trở về làm chú giúp lễ cho nhà thờ xứ sau ngày quân xâm lược pháp trở lại hắn được trọng dụng được thực dân pháp gắn quân hàm quan một trở thành viên thiếu quý trẻ nhất 19 tuổi so với những tên khác công tác tại phòng nhì suốt 7 năm tận tụy hắn lớn sâu vào tội ác mất dần nhân tính biến thành mèo đen xứng với biệt danh của hắn để biểu lộ lòng trung với pháp hắn lén lút trong bóng tối rình mò bắt bớ tự tay bắn giết đồng bào vô tội và leo khá mau lên cấp quý phó ban sưu tầm phòng nhì Hắn được Savani, thiếu tá trưởng phòng nhì đánh giá cao, tin cậy. Trong thời gian quân Pháp rút vào Nam, vài lần được trung tá Rinkier -e trực tiếp giao nhiệm vụ đặc biệt. Từng bước, hắn trưởng thành trong nghề, mỗi lúc một ranh ma hơn, để trở thành mối nguy hiểm đối với những người hoạt động cách mạng, ngay cả những loại quốc gia đối đầu với Pháp. Hắn bén ngại trước thời thế đổi thay biết đánh giá sớm hơn quyền lực của đồng đô la, cái thế mới, mạnh, của quan thầy Mỹ. Để không một chút chần chờ, tiếc nuối, hắn dứt khoát khước từ quyết định đi Bắc Phi theo quân đội Pháp, bí mật móc nối với cô vấn Ngô Đình Nhu xin ở lại Việt Nam. Biết rõ ý đồ của Nhu, hắn dân công, tình nguyện tìm việc số gián điệp Pháp, cài lại, chống chế đầu diệm lâu dài. Sau khi quân Pháp phải rút hết về nước, tất nhiên, Méo Đen không thể biết rõ kế hoạch bí mật của Pháp ngay cả hệ thống gián điệp cài lại. Hắn chỉ chờ một dịp mai, biết được một đầu mối mỏng manh, nhưng quan trọng. Hắn tính toán từ đầu mối này sẽ giúp hắn lần ra hệ thống tổ chức, đủ lập công đầu mở hướng tương lai cho sự nghiệp. Đang trong thế đối đầu một lúc với nhiều kẻ thù nguy hiểm, Nhu tiếp nhận sử dụng máu đen cùng với kế hoạch của hắn đệ trình, giao bác sĩ tuyến trực tiếp chỉ đạo. Đúng như máu đen dự tính chỉ trong một tuần mò mẫm hắn đã phát hiện nguyễn trọng bính giáo sư bác sĩ nha khoa đại học sài gòn đầu mối một lưới gián điệp cài lại của pháp mão đen xin lệnh nhu tổ chức bắt cóc bính và chỉ trong một đêm bính gặp cả tuyến lẫn nhu xin đầu hàng bính hứa hẹn trong ba tháng sẽ nộp danh sách số điệp viên trong lưới do chính hắn ta phụ trách theo nguyên tắc bính chỉ được phép biết bí số của chúng liên lạc với nhau qua hộp thư chết. Nhưng nhờ Bính được Pháp giao sắp đặt các hộp thư quy định nên có khả năng tìm biết số điệp viên khi chúng đến tiếp xúc hộp thư, từ đó lần ra địa chỉ dễ dàng. Nhu bắt Bính viết tờ cam kết và thả cho về. Sau 6 giờ gặp gỡ, chủ ý của Nhu khi đã tóm gọn lưới gián điệp của Bính vẫn còn cơ hội bí mật dùng Bính đi sâu vào hệ thống điệp viên Pháp cài lại ở miền Nam nên các cuộc tiếp xúc giữa mão đen với bính được giữ hoàn toàn kín đáo. Trên dinh nghĩa dân làm báo, mão đen đã xóa dần dấu vết sĩ quan đơ bê. Có thuận lợi là trước khi hắn chỉ hoạt động trong bóng tối nên ít người biết rõ. Tuổi đời chưa đủ 30, mão đen tỏ ra chững chạc và dặn như hạng trung niên đứng tuổi. Có thể nhờ cặp riêng mép thời trang công phu các tỉa với dốc dáng tầm thước chắc chắn nhanh nhẹn, khuôn mặt góc cạnh, đen hơn mọi người. Bạn bè gán cho hắn cái tên Mão Đen đã thành danh xưng phổ biến. Tối nay, buổi hẹn cuối cùng, giáo sư Bính giao danh sách điệp viên cho tuyến. Mão Đen lấy chiếc xe màu cách trả, biển số dân sự Lượng qua vườn qua trước tòa thị sảnh, đầu ở góc đường Lê Thánh Tôn. Hắn đi bộ theo dĩa hè, vào cửa hàng Bách Sa Eden hắn chậm bước ngắm nhìn giải tủ kính khu hàng mỹ phẩm sáng rực ánh đèn lát sau tiến thẳng vào hành lang dẫn đến phía cầu thang đèn ở đây không đủ sáng hắn dừng lại lấy thuốc chăm hút kiểm tra xung quanh theo thói quen nghề nghiệp không ai quan tâm hắn bước lên cầu thang lầu một là chung cư cho thuê mỗi phòng ở đây có đủ tiện nghi cho một gia đình sinh hoạt giá thuê phòng rất cao vì đây là khu trung tâm sài gòn chỉ dành cho dân giàu có địa vị xã hội mới đủ khả năng cư trú hắn đến trước một cửa phòng có miếng đồng sáng bóng khắc chữ giáo sư bác sĩ nha khoa nguyễn trọng bính ấn chung hai lần hành lang vắng lặng không có người qua lại khác hẳn với bên dưới luôn vọng lên tiếng ồn ào hỗn tạp không dứt một vài phút trôi qua máu đen sốt ruột ấn lại hai lần chuông cửa chuông reo vang vãng bên trong nghe rất rõ cửa phòng vẫn không hề chuyển động sau một hồi chờ đợi bực bội hiện rõ trên mặt hắn xôi nắm cửa đẩy nhẹ vào trong cửa mở dễ dàng không cài khóa ánh sáng trong nhà hắt ra hành lang phòng trống không người mão đen nghĩ ngay đến chuyện bất thường theo quán tính nghề nghiệp hắn thận trọng bước vào khép trái cửa lại đưa mắt lướt khắp phòng khách dẫn bộ salon, bộ bàn ăn bốn ghế, bàn làm việc kê ở góc tường, vật dụng. Không có gì thay đổi. Hắn môi khẩu súng ngắn trong bụng ra cầm tay, tiến đến phía phòng ngủ, cửa không cài khóa. Hắn bật công tắc, ánh sáng sôi rõ căn phòng. Trước mắt hắn, giáo sư Bính nằm ngửa bất động trên giường trải niệm trắng, chân còn mang dài da đen, có sơ mi dài tay bỏ trong quần, màu xám đậm cà vạt màu xanh nâu lật qua vai khuôn mặt trắng xanh hơi ngửa lên trên gối máu đen cài súng vào bụng tiến đến cạnh giường hắn chăm chú nhìn cặp mắt nạn nhân mở lớn bất động hai bên mép có vệt máu đã đổi màu đen bẩn cần cổ lộ rõ và vết bầm hai chiếc cúc áo sơ mi bật đứt hắn nhủ thầm thuốc độc đúng vậy máu đen không là gì loại thuốc đặc chế này chính hắn đã từng cấp cho nhân viên dưới quyền khi cử chúng đi vào dùng địch hậu để sử dụng trong trường hợp thập tử nhất sinh. Nhưng trường hợp này, rõ ràng giáo sư Bính không tự nguyện sử dụng. Hắn chợt nhìn thấy mảnh giấy trên mặt tủ nhỏ ở đầu giường. Cài dưới cái gạt tàn pha lê hàng chữ đen, viết lối in qua, đập vào mắt hắn. Phản bội, cái giá phải trả. Tất cả đã rõ ràng. Hắn cảm thấy dội ở lòng ngực sự hồi hộp đột đến hắn lão đảo, đảo quay ra phòng khách thả mạnh người xuống ghế salon hắn lấy thuốc chăm hút cố trấn an mình hắn từng tự hào chưa một lần biết sợ nhưng lúc này hắn sợ tổ chức db đã dằn mặt hắn chăng hay chỉ cảnh cáo răng đe bọn điệp viên cài lại không để mua đồ của hắn bị lộ hắn cúi đầu kiểm tra lại thật nhanh các hoạt động của hắn với tuyến nhu lời nói, việc làm, sự thận trọng đúng mức, chưa có điều gì tỏ vẻ phản bội chỗ cũ, dù hắn tự nguyện thực hiện ý đồ của Nhu. Việc hết tay chân của Pháp, mặt công khai, hắn làm báo, không có làm báo hoặc có làm việc trong cơ quan mật vụ của tuyến, mục tiêu chung của Pháp lẫn Mỹ vẫn là diệt cộng. Với cả hai bên, hắn hoạt động trên danh chính ngôn thuận, hắn đã bình tâm trở lại quẳng mẫu thuốc hút dở vào gạt tàn. Đứng dậy bước đến cạnh bàn giấy chủ nhà. Nhất ống điện thoại, hắn quay số. 8 giờ sáng Chủ nhật. Như đã hẹn trước. Vũ lại thăm dân biểu Võ Giang Trưng tại nhà riêng ở hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật. Ông ta đích thân mở cửa mời Vũ vào nhà, giọng cởi mở. Tha hương ngộ đồng hương. Quả là một trong bốn niềm vui nhất, phải không nào? Tôi không dùng hai chữ cố tri nhưng tình cảm không thể kém xúc được. Rõ ràng chủ nhân đã có ý chuẩn bị cách riêng để đón khách. Trưng mặc quần áo chỉnh tề. Trên bàn salon bày sẵn bộ đồ trà giang tay. Hộp thuốc caravan chưa mở. Hai bông hồng còn động xương, cắm tự nhiên trong bình pha lê. Tất cả toát lên vẻ trang trọng thanh nhã, biểu lộ nề nếp gia phong, nệ cổ của chủ nhân. Vũ nhận thấy có nhiều thuận lợi cho bước đầu mở quan hệ với nhân vật thân cận của Ngô Đình Diệm, mà chính anh đã suy nghĩ nhiều đến cách làm quen. Liền hai đêm ngồi cạnh nhau trong cuộc họp nội bộ đảng, Võ Trang Trưng đã tự ý mở đường cho Vũ. Tuy mới là bước sơ giao, nhưng đã hứa hẹn nhiều gắn bó sau này. Trưng mời Vũ ngồi đối diện với mình, tự tay pha trà, bằng giọng nói thân thiết, ông ta chậm rãi bà con chung mình ngoài nớ không hình dung nổi ông và tôi gặp nhau ở đây. Bất ngờ hơn, tôi và ông là chỗ quen biết xưa. Trong thấy ông, giống chú như hai giọt nước, tôi lại nhớ người bạn học cũ. Tiếc là ông dân đã mất sớm. Trưng ngước mắt nhìn vũ cao dòng. Chú ông đứng đầu cả bốn năm cùng học, thi tốt nghiệp đầu thủ khoa. Đúng là cây tốt sinh trái ngọt. Trưng đưa chén trà tận tay vũ phương Sen phản phất. Xin mời. Cả hai cùng nhấp trà. Vũ vẫn giữ im lặng, với vẻ kính trọng trước người cao niên. Trưng chật thở dài. Tôi đang nghĩ đến việc sai lầm vừa qua của tôi. Nếu lúc đó tôi biết rõ ông là cháu ruột ông dân và cụ giải phan, tôi đã xé bỏ tờ tố giác của tên Nguyễn Gia không đưa cho ông Nhu. Không để cho Vũ kịp ngạc nhiên, Trưng giải thích cách đây gần năm tôi còn làm chủ tịch phong trào ở khánh hòa tình nguyễn gia ở thanh hóa mới di cư vào đến gặp tôi báo ông là cán bộ công an thanh hóa đảng viên cộng sản đang được việt cộng trọng dụng tự nhiên mất hút vào sài gòn hắn thấy ông làm phụ tá cho tổng trưởng nội vụ hắn thắc mắc nghi ông do việt cộng đưa vào thông thường thôi tôi bắt hắn viết báo cáo gửi vào cho cố vấn ngô đình nhu Lúc này nghĩ lại tôi mới thấy thiếu sót. Tại sao tôi không hỏi kỹ ông là con cháu nhà ai? Nhưng bây giờ, ông đã là phụ tá cho bác sĩ Tuyến, lại là quỹ viên phong trào Đô Thành. Rõ ràng bản tin của Nguyễn Gia không làm ông Nhu, ông Tuyến, thiếu đi sự tin cậy ở ông. Phần tôi, sau này, nếu các ông ấy có nhắc đến, tôi sẵn sàng bảo lãnh cho ông, ông Vũ à. Vũ giữ thái độ bình tĩnh, chăm chú nghe Trân kể tuy trong lòng trước việc bất ngờ đã nôn nao lo lắng theo quán tính ông phân tích ngay việc tố cáo xảy ra đã gần một năm nghĩa là trước khi trần kim tuyến mời anh cộng tác kết nạp anh vào đảng cần lao cao hơn nữa cử anh qua nắm tổ chức phong trào đô thành bộ rõ ràng vũ đã được tín nhiệm tình trạng hồi hộp đột xuất bùng lên rồi lắng xuống cũng rất nhanh trong anh để rồi vũ tự hỏi phải chăng Trưng tự đưa vấn đề này ra để đánh đổi câu chuyện về người em ruột của ông ta quyết ở lại sống chết với quê hương? Và hai người cháu ruột hiện là bộ đội Việt Cộng. Vũ tin chắc với nguồn tin này, anh sẽ tạo được sợi dây vô hình buộc chặt Trưng với anh. Vũ yên tâm, mỉm cười. Cảm ơn cụ đã dành cho tôi sự tin cậy. Vụ này anh Tuyến có nói lại với tôi ngay từ hồi đó trưng cười giả lả lắc lắc mái đầu điểm bạc không tin ông còn tin ai được nhỉ tôi hiểu chứ làm sao việt cộng có thể thu nhận được ông vào đảng ai nói ông là đảng viên cộng sản tức là không hiểu chi cộng sản ông Du, ông tuyến tin cậy ông là đúng cũng như anh em tôi chú mỹ đấy dù chú có ở lại làm việc trong vùng việt binh cũng không thể trở thành cộng sản được cha đẻ là tri huyện thời thực dân phong kiến anh ruột là phần tử quốc gia chống cộng triệt để đúng không ông vũ trừng cố ý gắn hoàn cảnh của ông ta và của vũ cả hai còn gia đình ở lại trong vùng việt cộng nhằm thanh minh trước hết với phụ tá cơ quan mật vụ của trần kim tuyến duy trì cái thế chính trị của ông ta luôn trong sáng nếu có kẻ xấu nào lợi dụng gây sự nghi ngờ thì chính vũ trở thành nhân chứng của mình vũ hiểu tâm trạng của trưng ông già 60 đang ở bực thang danh vọng trên cùng nhưng tham vọng không phải dừng lại ở đó hiện nay trưng vừa làm ủy viên trung ương cần lao trung ương phong trào cách mạng quốc gia dân biểu quốc hội vừa là thành viên trong ban tư vấn cận thần tin cậy bậc nhất của diệm là một trong số sáng lập đảng viên cần lao nhân dị, ngang hàng với tôn thất toại nguyễn trác huỳnh văn trí lê văn nghiêm đỗ mậu sát cánh với ngô đình cẩn bí mật hoạt động từ khi diệm còn là con bài dự tính của mỹ nằm trong tu viện ở hoa kỳ công lao tạo uy tín quy tụ thực lực mở đường cho nhà chiến sĩ cách mạng quốc gia về chấp chính không phải là nhỏ đối với cá nhân ngô đình diệm là vậy nhưng với nhu hiện nay là linh hồn của người anh ruột cầm quyền ông ta không thể dùng những công thần nắm các chức vụ chủ chốt ông ta cần loại có khả năng và dễ dạy từ đó sự ganh tị phát sinh ngay trong nội bộ. Trưng thấy rõ hơn ai hết, chỉ cần cái cớ liên hệ về cộng, vị trí tột đỉnh vinh quang của ông ta có còn giữ vững được không? Thanh minh đã chậm, ít gì. Lúc đầu võ văn trưng với lối thăm dò dè dặt, rồi câu chuyện dẫn dắt đến chỗ thân tình tin cậy. Trưng bắt đầu tâm sự. Phần 30 tiểu thuyết điệp viên giữa sa mạc lửa của nhà văn Nhị Hồ vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua dòng đọc kim liên kính thưa quý vị và các bạn những chi tiết rời rạc mà ninh đa nghe lắm được từ tay cô Nê In, cùng đồng bọn sĩ quan và kể lại cho vũ nghe giống như đóng gạch dụng để có được bản báo cáo gửi về trung ương vũ phải dành thời gian phân tích đánh giá liên kết chuỗi sự kiện lại và phải đưa ra nhận xét của chính mình mới là việc khó câu hỏi được vũ đặt ra là làm sao để có thể ngăn chặn âm mưu sát hại ông hoàng sihanouk bằng những kiến thức có được thông qua báo chí vũ biết được một khi mỹ không ưng ý thì sẽ gạt bỏ ông ta như kiểu gạt bỏ vua bảo đại vừa rồi nhưng vì sao lại phải ra hạ thủ giết ông hoàng bằng mọi cách trong trường hợp này không thể so sánh ông sihanouk với ông bảo đại được ông sihanouk có cái thế trung lập bởi có chỗ dựa vững chắc vào quân đội bắc việt và các nước thuộc khối thứ ba kể cả Nga và Trung Cộng. Và ở Nam Giang, Hoa Kỳ không được phép lộng hành như ở Sài Gòn này, nơi mà chính phủ Pháp đã nhượng lại cho Mỹ. Cho nên cách duy nhất lúc này là âm mưu lật đổ chế độ ông Sihanouk dựng một ông Diệm nữa ở Campuchia. Điều nguyên vũ lo lắng nhất là có sự chung tay của Sơn Ngọc Thành, chủ tịch tổ chức Khmer Tự Do. Lực lượng của ông ta được Mỹ cấp vũ khí, nuôi ăn suốt từ thời kỳ còn đánh nhau với Pháp và theo lệnh của chính phủ Mỹ cả chính phủ Thái Lan cũng hỗ trợ. Để tiếp tục dõi theo hoạt động của Nguyên Vũ trong lòng địch, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 31 tiểu thuyết Điệp viên giữa sa mạc lửa của nhà văn Nhĩ Hồ vào chương trình đọc truyện đêm mai với những sự kiện bất ngờ sẽ đến cho Vũ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.